Hôm nay thì Mai cho mọi người xem mấy cái quả dưa gang mà hôm trước thì Mai có quay cho mọi người xem nè. Đây nha, cái quả nó rất là to luôn. Đặc biệt là cái quả này hôm trước thì Mai có quay cho mọi người xem là nó nhỏ xíu xíu à. Mà hôm nay mọi người xem nè, nó tròn mà nó còn to nữa. Cái quả này thì nó còn phải rất là to với lại là dài nha. Còn đây là cái quả kế bên nè. Trong này có thêm một quả nữa nè mọi người. Rất là nhiều luôn. Hình như đầu này còn... Đầu này thì Mai cho mọi người xem. Ở đây nè. Đó. Cái quả này cũng rất là to luôn nha. Quả này thì nó hơi bị tật. Nó hơi bị tật cong cong á mọi người. Còn đây nè. Đây là cái quả dưa gang mà hôm trước Mai có quay cho mọi người xem luôn, là cái quả này là nó đã to nhất ở trong đây. Hôm nay nó đã chuyển sang màu vàng, vàng ươm luôn nè. Và nó đã chín luôn rồi nha. Nó chín rồi cho nên là bây giờ là Mai sẽ hái luôn. Mai sợ là nếu mà để trên cây mà nó chín lâu quá mọi người, ngày mai thì Mai sợ là nó sẽ bị vỡ, tét á. Nếu mà dưa gang để chín quá thì nó sẽ bị tét cái trái dưa gang ra. Cho nên là hôm nay là Mai sẽ hái luôn cái trái này nha. Cái quả dưa gang này là nó to nhất trong đám luôn mọi người. Với lại là quả này là nó có trước nhất luôn á. Giờ mình sẽ ngắt cái cuống đó nha. Đây, mọi người xem nè, đã chưa? Một quả dưa gang rất là dài và to luôn. Đây là cái quả dưa gang mà Mai vừa mới hái ở dưới cái đám dưa gang này mọi người. Quả này là quả nó chín sớm nhất luôn nè. Ôi, trên này nó, ở trên này nó muốn hư luôn rồi. Cho nên là hôm nay mà Mai không hái là ngày mai nó sẽ bị tét luôn á. Quả này nó mới vừa chín đậm đậm mà, mới vừa mềm mềm khúc trên nè. Mình hái vô mình vú ăn là vừa luôn. Để ngày mai nữa là nó sẽ bị tét cái trái dưa gang ra. Giờ Mai đem vô trong nhà vú nha. À, đây là trái dưa gang mẹ vừa hái ngoài nè bố ơi. Ôi bố, đừng có cạp con. Bố nó muốn cạp luôn. Không có cạp được đâu, chưa có chín chơi, đừng có cạp. Để khi nào chín thì mẹ em xẻ ra cho bố ăn nha. Thơm không? Ôi ơi ơi. Thôi, hửi đi bố, hửi đi. Hửi thôi. Hửi thôi không được cạp. Ừ, đó. Hửi. Ơ trời trời trời. Nó muốn cạp luôn, thôi mày đem dẹp nha. Còn đây là mấy cây bắp mà Mai trồng nè mọi người. Hôm nay thì nó đã có bông rồi nha. Đây là mấy cây bắp mà nó cao nhất ở trong mấy cây kia luôn. Cho nên là cái cây này nó sẽ có bông sớm nè. Mai hy vọng là nó có bông, sau đó là nó sẽ đậu được trái cho Mai hái nha. Bắp này là giống bắp tím. Bắp tím dùng để ăn sống á mọi người. Đây, mọi người nhìn cái chùm bông của nó thích không? Rất là đã luôn. Cây bên đây thì cũng đang chuẩn bị có bông luôn nè. Hầu như là mấy cái cây này nè mọi người, là nó có bông, nó chuẩn bị ra bông hết luôn đây. Cây này nó búp búp rồi nè. Đó, chuẩn bị có bông hết luôn rồi nha. Rất là thích luôn. Hy vọng là nó sẽ đậu được nhiều quả và cho Mai một cái video quay hay cho mọi người xem về cái giống bắp tím này ha. Bây giờ thì Mai sẽ đi vô nhà chuẩn bị đồ. Sau đó tối nay sẽ quay một cái clip ăn khuya. Mai xin chào buổi chiều mọi người nha. Chiều hôm nay thì Mai đang ngồi ở ngoài sau cái đám bắp của Mai. Cái đám bắp này thật sự mà nói luôn, Mai rất là cưng nó luôn mọi người ơi. Bởi vì là cái bắp này là tay, một tay Mai trồng. Cho nên là Mai chăm bón nó rất là kỹ luôn. Mai từ lúc mà trồng đến giờ Mai đã cho nó ăn được hết 3 lần phân rồi mọi người. Mai bỏ phân vô gốc á, bỏ hết 3 lần rồi. Còn việc phun thuốc này kia thì Mai không có phun thuốc gì hết nha. Mai chỉ có bỏ phân cho nó tươi tốt với lại là nhiều chất dinh dưỡng hơn thôi. Giống bắp này là giống bắp nếp tím. Hình như là Mai giờ Mai để ý nè. Cái lá của nó mà mọi người. Đây mọi người thấy không, nó tím tím nè. Đó, giờ mới để ý luôn á, cái lá nó tím tím. Ôi, con la nó chui ra đây. Đi vô, đi vô, đi vô. Một lát mà đạp chết cái cây bắp là thôi luôn nha. Đi vô nha, đi, đi, đi. Mai vừa mới đuổi con la đi rồi. Mai sợ là nó đạp chết cái cây bắp của Mai. Bởi vì là cây bắp này là Mai rất là nâng niu luôn. Chưa, nói chung là Mai trồng cái gì á mà nó lên được tươi tốt á, thật sự mà nói luôn, mình rất là cưng và nâng niu luôn mọi người. Tối nay thì Mai sẽ làm một món mì cay và ăn khuya với anh Sang với bố ha.
đó giờ thì lâu lâu thì Mai ra ngoài tiệm ăn một lần, nhưng mà thời gian gần đây thì Mai không có ra. Tối nay thì Mai sẽ nấu hai tô mì cay đặc biệt với lại là nhiều topping, một cái nồi rất là to để cho anh Sang ăn thử và mọi người cùng thưởng thức xem Mai lần đầu nấu mì cay nó sẽ ngon như thế nào nha. Bây giờ thì Mai vô nhà để chuẩn bị nguyên liệu để tối nay mình nấu mì cay nha. Chiều nay thì Sang đang ngậm với bối đi dạo vòng vòng quanh cái bờ ao nè. Bây giờ đang là 5 giờ chiều, rất là mát mẻ luôn. Bối ơi, con la nó chạy trước rồi. Bối ơi, bối chào cô chú đi con. Nó bắt ba bé đi bằng được. Bối rất là khoái ba luôn, đi đâu cũng kêu ba hết á. Bối đi cẩn thận nha. Cô chú nhìn bố đi nè, lẩm bẩm rất là dễ thương luôn. Ôi con la làm sao mà nó chui được qua bên hàng rào bên kia. Đằng sau này là đám ruộng. Mặt trời đang xuống núi nè mọi người, nhìn đẹp không? Nó gọi xuống ao phản chiếu lại rất là đẹp luôn. Ẩm lên, ẩm bố lên đi. Bố đi thấy mệt quá, đi mệt mỏi quá. Bố ơi, bắt bố nha. Bố ơi. Là 8 giờ tối, tối nay thì Mai nấu mì cay. Ở đây những cái nguyên liệu gồm có đây là bắp cải tím nè, với lại bông cải nè. Nấu mì cay thì Mai dùng hai loại, dùng một loại mì. Đây là gói để nấu mì cay nè. Còn đây là thịt bò nè, thịt bò sống nè, tôm nè, mực nè. Rồi có thêm nữa là bò viên nè. Nước dùng thì Mai đã ninh sẵn bằng canh xương, bằng xương nha mọi người. Mai đã xớt vô hai cái nồi rồi. Bây giờ là mình chỉ cần đổ những cái gia vị mì vô, bắt đầu là sẽ nấu ha. Bây giờ thì Mai sẽ xé cái gói mì ra, bật bếp lên. Trong cái gói mì này thì nó sẽ có mì thì mình khoan đã cho vô, mình sẽ cho những cái gói gia vị này vô trước ha. Đây, Mai sẽ cho cái gói bột nêm này vô. Cái gói này nó sẽ giúp cái phần nước dùng của mình tạo màu của mọi người. Mình nấu mì cay thì mình nên cái nước xương nó sẽ ngọt và giúp cái mì cay của mình nó sẽ ngon hơn. Cho bịch rau vô. Mai đã cho sẵn những cái gia vị ra rồi. Bây giờ là mình sẽ quấy đều lên. Người xem là sau khi Mai cho cái phần bột canh vô, nó đã tạo cho mình một cái màu giống như nước mì cay ở ngoài chợ, ở ngoài quán người ta bán luôn. Vậy tới phần nồi bên này. Bây giờ là Mai sẽ cho mực vô ha, cho cái rau bạch tuộc vô. Tiếp theo là Mai sẽ cho tới bò viên. Bò viên mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ cho bấy nhiêu. Mai sẽ cho tới tôm. Mỗi nồi thì Mai sẽ cho hai con tôm ha. Bóc vô luôn. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho tới thịt bò nè. Thịt bò này thì Mai cắt khi sáng á. Sau đó thì Mai để tủ lạnh. Bây giờ nó đông lại cho nên là mình hơi khó lấy. Mấy cái topping thì Mai cũng đã cho đầy đủ vô hết rồi nè. Mọi người nhìn nè, nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ là chỉ chờ cho cái phần nước dùng này nó sôi hẳn lên. Sau đó thì Mai mới để mì vô nha. Để đây nấu khoảng 10 đến 15 phút cho nó sôi lên ha.
Cái nồi nước dùng mì cây thì nó cũng đã sôi rồi, bây giờ là Mai sẽ nêm nếm lại ha. Mai cho vô một ít muối nè, tại vì cái gia vị khi nãy nó hơi lạc á, cho vô một tí muối. Cho một tí bột ngọt. Mai sẽ cho thêm một miếng cà no nữa. Vài hạt thôi, do là Mai có ninh nước xương á, nó không cần phải nhiều cà no quá. Bây giờ là Mai sẽ bỏ mì vô ha. Gói mì mình cho vô luôn. Sau đó là Mai sẽ cho thêm nữa là cái bông cải này vô nha. Cho một ít bông cải nè. Với một ít bắp cải vô luôn. Giờ là Mai sẽ đậy nắp lại đợi cho nó sôi một lần nữa là mình nhấc lên ăn. 15 phút thì cái tô mì cây của Mai nó cũng đã chín rồi nè mọi người. Bây giờ là Mai sẽ tắt bếp ha. Mình đậy nắp lại. Tắt bếp. Giờ Mai sẽ bưng lên nha. Đây là cái tô mì cây mà nãy giờ Mai nấu cũng đã xong rồi nè. Ở đây thì có hai tô. Tối nay thì có hai vợ chồng Mai ở nhà mọi người cho nên là không có nấu cơm. Mai nấu mì cây ăn cho tiện với lại là nhanh gọn lẹ luôn nè. Đầy đủ topping luôn. Bây giờ là mời mọi người ăn tối ăn khuya cùng vợ chồng Mai với bố bố nha. Thôi. Đây, mọi người một đôi đũa. Có rau sẵn rồi, bây giờ anh muốn có bỏ thì bỏ thêm vô. Wow, mọi người thấy không? Khói nghi ngút luôn nè. Dạ. Để ba cho nó nguội rồi ba lột. Bánh của bố đâu? Nó không ăn. Sao không ăn? Đợi ăn cơm. Ở đây có chuẩn bị cho bố một cây bánh rồi đó mà. Mày để đây nha. Không, đợi ăn cơm, đợi tôm nguội. Để ăn cơm hả? Ừ. Để ba thổi chút xíu nha. Hơi cay nha. Cái cay tí. Mai thử cái nước xem nó có cay không. Không thôi. Gì vậy? Mà hả? Cái nước thì nó rất là ngọt luôn. Do là nhà em khi sớm thì em có ninh xương á. Đổ vô thì nó ngọt. Khói nghi ngút luôn. Cái gì à? Cô ngồi ăn phải thổi cho nó nguội. Ăn nóng quá nó nóng răng. Mẹ nha. Mẹ nha. Mẹ cho con ăn miếng mì con ăn nha. Mì hả? Mì hả? Đây. Nó hơi cay cay tí xíu. Để ba lột tôm cho con ăn rồi. Cay hả? Ừ, nóng. Đâu cay đâu. Bây giờ thường thường nó ăn khuya thôi mọi người. Thật ra bây giờ mới có 9 giờ mấy gần 10 giờ. Ăn sớm sớm sợ bố bối buồn ngủ. Thôi đợi, đợi xíu ba để ba lột cho. Ba lột tôm cho bố ăn nha. Bố nói dạ. Dạ. Quay video chứ bố bố mệt lắm. Nó quần tới quần lui chỉ có nhiêu đó thôi. Nhanh lên đi để ba ăn. Để mì tôm nguội hết. Được chưa? Được không? Đây. Không à? Ăn không? Sao lắc đầu mà? Cái mì này được cái là mình nấu cao. Chín cái nào á, nó vẫn có cái độ dai dai không? Nó không chín nên nó không có mềm lắm, không bị bợ. Ăn đi. Tạt đây. Cho nó uống nước hoài ta. Mời ba quạo ba lắm đó. Rồi, dẹp đi. Không muốn nữa. Đưa cho con tôm đi. Không ăn. Con cầm đi. Con cầm đi nha, đừng có rồi. Ừ, ba bẻ cái đuôi đây. Đây nè, ba bẻ cái nhỏ nè.
Rồi, con cầm đó. Con cầm. Rồi, ăn đi đừng giục nha. Rồi. Anh nhớ nguyên con vô họng luôn kìa hồi nãy. Rồi. Ăn không ăn? Ăn cái gì? Để dưới đi anh ăn, để đây. Bà để đây ha. Dưới hả? Hai người mỗi người một tô vậy là no luôn, tối khoảng cơm luôn. Nấu này là ăn này là trừ cơm luôn. Cắn luôn. Nóng hả? Anh đưa nó cầm đi rồi anh lấy đũa anh ăn. Cầm đi, cầm đi, cầm đi. Không rồi, cầm ở đũa luôn, giờ đưa đũa rồi cầm ở đũa. Rồi con cầm đi, con cầm đi, con cầm đi, con cầm tôm á. Con cầm tôm đi để đưa đũa cho ba. Ở trong này thì có thịt bò nè, có mực nè. Bầu viên nè. Em biết xài đũa kìa. Rồi, anh ăn muỗng luôn hả? Ừ. Muỗng ăn được không? Được. Ở chừng nha, ở chừng cái đũa thọc cho họng nha. Hôm trước thì Mai có quay cái video ăn khuya với bác bối. Ngồi ở ngoài này ăn nè. Mai nói Mai ngồi sau cái ao thật ra chứ ngồi ở trước ngồi sau lưng nhà thôi mà cũng không có xa đâu. Cho nên là cũng không có sợ gì hết. Có cái là ngồi ngoài này thì nó thoáng mát đó. Nó không có bị nóng như trong nhà. Cởi ăn hết rồi. Ngồi ngoài gió rất là mát. Có mực á. Có rau bạch tuộc. Rau bạch tuộc. Ngon này. Con... cho nó cầm cuốn luôn em. Là có chín đâu? Dạ. Không, không phải không chín. Nó tới rồi. Cái gì cái này ăn nó... Ủa anh ăn cái này hả? Ừ. Sợ anh ăn cái miếng cho mẹ. Miếng này cay. Tôm mày nóng quá. Để ra ngoài này cho nó nguội, một lát mình lột ăn. Bố còn ăn tôm không? Lột cái này cho bố. Cho mày ăn, con ăn nữa không? Không à. Không ăn. Mắm. Đây mày lột cái này cho nè, mày lột cái tôm nè. Mắm nào? Nè. Muốn ăn mì á. Mì cay này mai nấu không có thêm ớt này kia. Ăn. Cho cái gia vị trong cái gói mì thôi. Cũng không có cay mấy. Không phá đồ ăn. Nè. Ngon lên. Mày hút cho mình. Để anh cầm cho nó. Phá quá. Đó. Nghe cái này kêu không? Đó. Ai là cắn đó. Lì đi. Bố mối thì có một cái là sợ nghe lắm. Họ mà con ác kêu cái là cái gì nó nghe kêu gì nó chạy lại hết á, nó không dám phá. Cầm ơn, cầm ăn lên nữa để lại cắn á. Ăn đi, ba bỏ con bún. Để cho nó ăn con bún đó. Nè, 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 con cầm đi. Gớ rồi, con cầm đi. Con. Mắm mắm nào? Mắm mắm mì nữa hả? Chờ anh ăn đi. Bây giờ em Mai ăn sắp xong luôn rồi mà anh Sang vẫn không quá trời luôn. Hả? Bò viên. Nhiều quá. Có gói á.
do là để lâu á mì nó nở ra, nó không có còn như lúc đầu mình mới nấu, nó không nấu lâu á nở nhiều lắm, ăn mì mà ăn không nhanh á, càng ăn càng nhiều. Ừ. Có cái bánh bún không ăn hả? Ừ. Bún ăn bánh không? Năm. Ừ. Nó ăn mì á. Mì này không có cây nó ăn được. Mì mà mua ngoài quán á. Ừ. Cho dù mà mình kêu cấp không đi chăng nữa, nó cũng có cái vị cây the the. Bún ăn không được mà sao ba nấu rồi nha. Mà cũng cho đúng đi chăng, ngoài quán cho bịch không, cái bịch gia vị đó không luôn á. Mà nó không cay. Ngồi này ăn có mấy cái con gì nhỏ nó bay, nó bu quá. Con tôm. Thôi. Ăn đi. Nè nè. Đúng không? Cài. Ăn được nửa, gần sắp hết tô rồi, no luôn. Ăn hết nổi. Ngon. Cái nào nữa kìa, mệt lắm. Nói nó. Không nói. Nè, cho ăn cơm. Bố nãy mới uống sữa trong nhà. Thế nên là nó không, nó cũng không có đòi ăn bánh gì hết. Muốn ăn mấy cọng mì để phá. Nè, ăn đâu bị tụt không? Thôi, nó không ăn đâu. Cay á, dai nữa. Khó nuốt lắm. Mai là còn một gấp nữa là hết mì luôn rồi đó. Còn mấy cái bò viên à. Bò viên ăn nó hơi ngán tí. Ăn mì cay thì mai thích ăn mì ăn rau. Để mẹ quay nha. Quay nha. Nó đổi xuống rồi. Nó không ngồi lâu được đâu. Nè cho nó cái bông cầm đi. Mẹ cho cái bông. Buồn ngủ rồi. Con ngồi xíu nữa với mẹ đi. Thôi chắc bây giờ mẹ ăn nhiêu đây là nè. Hết luôn rồi đó. Anh Sang còn ăn hết rồi. Còn tí xíu mì à. Còn nhiêu đây nè. Với mấy cái bộ viên. Video hôm nay là video thứ hai mà Mai quay ăn khuya mọi người. Hôm trước thì có một mình Mai với bố bối à. Tối nay thì anh Sang ở nhà. Không biết rừng cho nên là có hai vợ chồng quay nữa. Chắc bây giờ thì thôi, mai kết thúc clip tại đây nha. Video này cũng khá dài rồi, do là bố bối bây giờ cũng mọi người xem nè. Nó buồn ngủ quá luôn rồi, nó bye bye luôn rồi đó. Rồi bây giờ Mai kết thúc clip tại đây nha. Nếu mọi người nào mà yêu mến Mai thì cho Mai xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai với bố bối nha. Để có nhiều động lực ra thêm nhiều clip ăn khuya nữa nha. Bye bye, bye.